Sáng ngày 16 tháng 3, tại di tích lịch sử Gò Đống Đa, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, quận Đoàn Đống Đa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận, chi đoàn ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội, Đoàn thanh niên công ty điện lực Đống Đa tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2024 tham gia hoạt động Ngày Chủ Nhật Xanh tập trung vào việc thực hiện tiêu chí của quốc phòng an ninh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc góp phần xây dựng quân đông đa văn minh hiện đại Ngày Chủ Nhật Xanh đã trở thành phong trào sôi nổi trong đoàn viên thanh niên thủ đô qua mỗi năm phong trào ngày càng thu hút đoàn viên thanh niên tham gia góp phần nâng cao nhận thức hành vi trong việc bảo vệ môi trường thực hiện có hiệu quả phong trào tuổi trẻ chung tay giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên của tổ chức đoàn các cấp và cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn quận, phát huy vai trò của tuổi trẻ của Đông Đa trong việc chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tôi tin tưởng rằng chương trình Giao quân ngày chủ nhật xanh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng văn minh đô thị năm 2024 của quận Đông Đa. Nhân dịp này, Đại diện quận Đoàn Đống Đa, Ban Chỉ Huy Quân Sự Quận, Chi Đoàn Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hà Nội, Đoàn Thanh Niên Công Ty Điện Lực Đống Đa cho tặng biển tượng trưng công trình thanh niên năm 2024 cho Giám đốc Công viên Văn hóa Đống Đa Vũ Thị Thanh Hương. Với phương châm làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, tuổi trẻ quận Đống Đa đã sung kích trong các hoạt động như vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý, phân loại rác thải nhựa, tưới cây làm đẹp cảnh quan, tổ chức đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường trên nhiều tuyến phố. Qua thực hiện các hoạt động trong ngày Chủ nhật xanh, cán bộ, đoàn viên thanh niên quận Đống Đa đã nhận thức sâu sắc về hoạt động bảo vệ môi trường, thiết thực góp phần xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường sống xanh. Vì vậy, có thể nói việc hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh thực sự là một trong những hoạt động thiết thực, bổ ích mang đến nhiều ý nghĩa.